Hào như ở phòng xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin tiếp thị và làm review để gửi tới anh em một con đầu mâm than có model là Pierre. Con này mình mới về cách đây vài hôm. Hôm nay mình lau chùi cân chỉnh và gửi tới anh em. Bao zin, bao xịn, bao đẹp cho anh em. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Nó có 4 cái chân này anh em này, 4 cái chân kê thăng bằng, chỉnh thăng bằng ấy. Vỏ bọc xung quanh là phủ bóng bia lô, vỏ gỗ nha anh em nhé. Phủ bóng bia lô rất đẹp. Con này là thuộc dòng mâm than cao cấp đấy anh em ạ. Nhưng mà giá nó cũng vừa phải thôi. Máng xịn anh em nhé. Máng này là máng đúc đấy, đúc liền đấy anh em ạ, chứ không phải là lắp ghép đâu. Hàng bãi tuyển chọn trong quá trình bao năm sử dụng. Cái vỏ meca này là nó cũng xuống màu rồi anh em nhé, nó cũng xuống màu theo năm tháng rồi, chứ không phải là trong veo đâu. Trong veo là toay đấy anh em ạ. Đây tất cả là khuôn đúc liền hết chứ không phải là lắp ghép anh em nhé. Đúc liền hết này anh em này. Đấy là toàn phần bên ngoài nhé. Anh em mình đi vào phần bên trong. Anh em nhìn các cái mâm của nó này. Chrome này anh em này, sáng bóng. Anh em xem theo dõi kênh nhé, lắm con nó còn zoom gì hết ở đây này anh em này. Nhưng mà anh em nhìn con này đẹp không? Nói chung hàng bãi tuyển chọn của Hà Audio mà đã tuyển chọn là cực kỹ anh em. Bản thân mình là người bỏ tiền ra đi mua hàng trước anh em nhé, nên mình không tội gì mình không chọn những cái sản phẩm đẹp để về bán cho anh em cả. Đây nó có nút power nguồn anh em này. Và nút này là nút chỉnh tốc độ 33 và 45. Nút này là nút clock như kiểu khóa đấy anh em ạ. Và đây là nút lưng cần hạ cần đây anh em này. Kim của nó là kim có chữ Pierre anh em nhìn không? Đấy, có chữ Pierre. Đây này, ngay ở đầu là có chữ Pierre này, là kim xịn nhé anh em nhé. Cần là cần carbon, cần thẳng nhé anh em nhé. PL 30L 25 mã. Cần này là cần carbon mà cần thẳng. Kim của nó là phải là kim Pierre anh em nhé, kim zin. Anh em nhìn các cái quả cân của nó này cũng mạ chrome anh em nhìn nhé. Chữ nghĩa còn đẹp căng. Anh em nhìn cái chữ nghĩa của nó này, mình dí sát máy này mà. Hàng mình đã là hàng tuyển chọn rồi thì anh em cứ yên tâm mà chơi thôi. Bao zin, bao xịn, bao đẹp cho anh em. Anh em nhìn các góc cạnh phủ bóng bia lô soi gương được. Bốn cái chân anh em nhìn không? Một cái này, hai cái này, và ba cái. Bốn chân cũng còn phải giống nhau như đúc luôn đi. Và đây một cái nữa là bốn cái này anh em này. Đấy. Bốn cái nha anh em nhé. Kim máng này anh em này. Cần này, tạ này. Quả cân này. Tất cả đều hoàn hảo hết anh em ạ.
Đấy là toàn bộ phần đằng trước nhé anh em nhé. Bây giờ anh em mình đi đến phần đằng sau xem nó có những cái gì. Anh em ra phần đằng sau này, bản lề đây nhé anh em nhé. Đây, 4 cái chân đằng sau, 2 chân đằng sau đây. Và nó có cái dây nguồn này anh em này. Đây là dây nguồn của nó nhé. Dây nguồn zin vẫn còn chữ PL này anh em này. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Không phải dây nguồn thay rời khác đâu nhé. Đấy. Zin từ cộng dây nguồn rồi đi. Và tiếp đến là một cộng dây AV theo máy từ Nhật về. Và đây là nó có cái tiếp mát này anh em này. Tiếp mát này là anh em đấu vào cái cọc mát của âm ly đấy. Và đây là hai cộng AV. Đây nó có một cái tem này anh em này. PL PL30L 25 mã 13W 100V 50 đến 60Hz. Đó là những gì toàn phần của con mâm than này. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm này xin điện cho Hà Áo Nhu Hải Phòng. Đẹp xuất sắc tuyển chọn này giá 12.500.000. Anh em xem kênh của mình nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn anh em rất nhiều. Clip sau mình sẽ test con này cho anh em nghe thử. Anh em cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé anh em nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.